ở giờ ngày nào cũng: anh ơi tắm chưa, anh ơi đánh răng chưa, anh ơi rửa tay chưa. Cứ ngày nào cũng vậy hết, cái liên khúc đó là ngày nào cũng nghe hết trơn á. Đánh răng cũng nhắc, tắm cũng nhắc. Có bữa em thấy buổi chiều đó chưa tắm, em hỏi anh tắm chưa, anh tắm rồi, tắm nào tắm qua. Thưa quý vị, và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón với cặp vợ chồng đầu tiên. Ngồi đi cưng. Mến chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Phú Hạ Vi. Em sinh năm 1996. Hiện em đang là bán hàng online. Rồi, mời em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Gia Thịnh. Em sinh năm 1996, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em đang là đầu bếp. Hiện tại là em làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang phụ vợ kinh doanh tại nhà. Nói nghe nè, bữa nay thấy cái bụng lúp lúp nè. Đừng có nói với tôi là đang có em bé nha. Dạ, em đang có em bé được 6 tháng. Trời ơi, chúc mừng nha. Trời ơi, chúc mừng hai đứa. Bây giờ anh rất muốn biết là lần đầu tiên hai em gặp gỡ ra sao và có ấn tượng gì về nhau không nè? Dạ, em với lại anh là học chung trường Sài Gòn Tourist, chuyên khoa bếp. Dạ, lúc đầu vô lớp thì em được cô cử làm bí thư. Mấy bạn trong lớp hầu như ai cũng có Facebook em và em rất là ghét bạn này. Tại vì ấn tượng đầu tiên là ghét. Dạ. Lý do là hồi lúc mới vô học thì cách đây khoảng 4 năm, bạn rất là ốm, hình như có 45 kg á, vừa đen vừa ốm mà vừa để cái máy xéo xéo thấy ghét lắm. Em thì lùn mà bạn thì cao, nên là em hay nói là em ghét ai cao hơn em lắm. Mà lại hay chọc nữa, đi theo chọc mấy bạn trong lớp á. Rồi đi học quốc phòng lại dẫn theo người yêu theo nữa. Bây giờ chồng á là yêu vợ hay là ghét vợ, cái ấn tượng đầu tiên? Dạ, ấn tượng đầu của em gặp bả giống như cái miệng đi trước cái người luôn. Tức là cái đường tiếng đi trước đường hình. Dạ, đứng ở cổng trường mà nghe bả trong lớp luôn á, không nghe tiếng cô giảng mà nghe tiếng bả luôn. Cha, em nói gì mà nói dữ em. Dạ, tại trong lớp bếp thường thường là chỉ có mấy bạn nữ, là tụi em giỡn với nhau rồi chơi chung với nhau, thì có mấy bạn nữ bếp, thường bếp Âu, nhất là bếp Âu nữa, lại có mấy bạn nữ thôi. Chính vì vậy mà coi như em không ưa. Bây giờ là cổ đó, là cổ ghét em rất nhiều về cái chuyện ngoại hình. Vậy thì em nhận xét về cổ, cái ngoại hình cổ lúc bấy giờ nó như thế nào? Có bắt mắt không? Thì lúc đó là vợ em chưa sửa mũi, chưa sửa cằm này nọ, nên bao nhiêu cái xấu là coi như là trên mặt là hết. Coi như là bây giờ là coi như là đã thay đổi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nè, cái cột mốc nào mà hai đứa là bắt đầu là để ý nhau? Ngày đó là trường cho nghỉ 2 ngày, em rủ cả lớp lận đi coi phim, mà rốt cuộc thì có 6-7 đứa đi vậy. Thì tự nhiên cái bạn này đòi chở, rồi tự nhiên vô rạp phim cái nắm tay người ta trong rạp phim vậy đó. Rồi, dạ sổ sàng vậy luôn. Dạ đúng hả? Rồi tại sao em lại có một cái bước đột phá như vậy, em bắt đầu để ý người ta từ lúc nào? Đó, dạ nói chung là em bắt đầu để ý vợ em cũng đầu năm, nhưng mà em nghĩ vợ em có bạn trai rồi nên thôi em chỉ theo dõi thôi. Về sau thì em mới thấy biết là hả, cái chuyện đó đang gục đục, nói chung là không suôn sẻ. Nên hôm đó em mới hết can đảm em để em giải cứu rồi vậy. Nhưng mà cái tình trạng của em lúc đó là em và cái cô bạn gái của em là đã chia tay rồi. Sau cái hôm xem phim nó bao lâu thì em bắt đầu có cảm tình với bạn này? Chỉ buổi tối thôi là bạn đó đã nhắn tin nói là muốn quen, thích rồi thương rồi để ý vậy đó. Rồi em trả lời sao? Em nói cho em xin thời gian suy nghĩ. Bao lâu thì em mới bắt đầu chấp nhận? Hình như là qua sáng hôm sau thì bạn đó lại qua đưa em đi học, chở em đi học. Rồi nói chuyện với nhau thì tối hôm sau em lại chấp nhận. Lâu quá. Một ngày một cái sự sao? Quyết định mà trăn trở nữa. Mà tới một ngày anh, sao mới anh trả lời. Anh hãy để cho em thời gian để em suy nghĩ đi. Em thấy là sao em trăn trở, em lo âu và em phải tìm hiểu cặn kẽ là quan. Ngày hôm sau em mới đồng ý. Con nít mà cưng lắm. Rồi yêu nhau xong rồi có về nhà bạn này chơi, rồi em có dắt bạn này về nhà mình không? Dạ, yêu nhau thì khoảng tầm nửa năm. Em lại hỏi bạn là dắt em về nhà đi để cho biết, tại vì theo em biết thì bạn này chỉ có một mẹ một con thôi. Dạ thì bạn này nói là thôi mẹ anh khó lắm, không có cho dắt ai về nhà. Tức là hết không muốn dẫn em về. Dạ đúng rồi. Khoảng thời gian đó 20 mấy Tết rồi, cái dắt em về thì mẹ chồng em lại nói là hồi trước á nó dẫn con nhỏ kia về á, rồi này nọ. Cái em mới phát hiện ra là lúc đó em giận lắm, em đòi chia tay, em nói sao anh gạt em. Em biết được cái chuyện anh dẫn bạn gái về, em giận anh dữ không? Giận lâu không? Bao lâu? Mấy năm? Trên đường đi về là em khóc, em đòi chia tay. Chia tay.
Mà bạn này thì đó giờ là vô tâm lắm, bạn không cần biết gì hết. Em nói chia tay bạn cũng chả thả em về nhà rồi bạn chạy về. Nhưng mà tối thì lại nhắn tin giải thích là anh sợ em biết rồi em bỏ anh. Thì nói chung là giận được có một đêm à. Lâu quá lâu, lâu quá tưởng giận mấy năm. Một đêm một. Mấy anh đầu bếp á không biết là có lãng mạn không? Dạ không, hoàn toàn không lãng mạn. Ngược lại rất rất là vô tâm luôn. Từ lúc quen ảnh tới giờ là khoảng 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rưỡi gần 4 năm rồi. Nhưng mà chưa hề có một món quà nào hết. Không lẽ không được một cái món quà nào nó mang cái giá trị tinh thần sao? Em nhớ là hình năm ngoái, 20 tháng 10 năm ngoái, em nói là em thích uống trà sữa. Bữa đó ảnh đi giao hàng cho khách quen, thì ảnh mua được ly trà sữa về là đúng một món quà duy nhất. Tới bây giờ vẫn chưa có lời cầu hôn nào cả. Rồi là cưới được mấy năm rồi? Dạ em cưới được 5 tháng rồi. Cưới được 5 tháng. Quen mấy năm? Coi như là quen 4 năm trời mà tặng một ly trà sữa. Ông nghĩ sao vậy ông đầu bếp? Dạ cái tính bả cũng giống như là thích món này món kia mà giống như thích không có được lâu bền. Lúc nào em cũng suy nghĩ là muốn tặng mà nhiều khi là sợ bả về đem về cái bả không vừa lòng bả. Rồi cái thời gian mà tụi em quen nhau đó, hai đứa có ở chung với nhau không? Quen nhau được một năm thì mẹ ảnh đồng ý để ảnh qua đây ở với em luôn. Tại vì một phần là ba mẹ em ly dị, em chỉ ở với ông ngoại bà ngoại thôi và một đứa em gái nhỏ nữa. Thì ảnh qua đây thì ảnh chăm lo cho nhà em từ trên xuống dưới hết luôn. Thì cứ cuối tuần á thì hai vợ chồng về nhà mẹ chồng một lần. Còn hầu như thời gian không hết như bên đây là ảnh ở bên đây với em luôn. Năm ngoái thì nhà ông bà ngoại xây, nhà em xảy ra một biến cố, phát hiện ra ba bị ung thư. Ba của em? Dạ đúng rồi. Ai chăm cho ba? Dạ một tay ông này chăm. Em chăm hết ba luôn. Dạ ba thì thời điểm đó là mổ phải làm cái hậu môn giả ở ngoài, ba thì ngại con gái vệ sinh nên là một tay anh làm hết. Trời ơi tôi chỉ còn gấp trăm lần cái lãng mạn nữa. Lúc đó ba biết rồi, ba đòi chia tay em hoài luôn. Em bị một cái áp lực là thời điểm năm ngoái cũng phát hiện là em bị đa nang buồng trứng, khó có em bé. Em lại gây áp lực cho bản thân. Nói ra thì ảnh mới biết thôi, chứ thực ra là em lại gây áp lực cho bản thân mình là nhà ảnh một mẹ một con, lỡ mà sau này cưới mà không thể có em bé được thì lại là em nghĩ là có lỗi nữa. Em nghĩ cho ảnh nữa. Dạ đúng rồi. Nói chung là ngày nào em cũng khóc hết trơn á, vừa ba như vậy vừa bản thân mình như vậy mà ảnh lại ảnh thì ảnh lo mọi thứ, ảnh lo nên mới làm em phải sợ. Đúng rồi, có nghĩa chịu cái đó, tại vì bạn này bạn không muốn làm khổ bạn này. Thế cái thời điểm đó đó bên em chỉ có một mẹ một con, thì mẹ có thông cảm, mẹ có ủng hộ cái việc mà em lo cho gia đình vợ như thế không? Dạ có. Dạ, mẹ thì mẹ cứ nói thôi ba Vi bị vậy đó thì con cứ ở bển con lo đi, vài ba ngày về mẹ thăm mẹ cũng được. Trời ơi mẹ cao cả quá thật. Mẹ quá đáng yêu luôn á. Rồi bây giờ ba làm sao rồi? Hiện tại sức khỏe của ba là khỏe, may là ba em là dân thể thao, ba em là huấn luyện viên điền kinh. Vậy hả? Và bây giờ thì là ổn không em? Dạ ổn. Nếu vậy là em quá hay luôn. Vừa ba khỏi bệnh ha, mà bây giờ vừa lại có em bé luôn. Là hai cái điều mà làm em stress là bây giờ qua hết rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không nè? Dạ. Tất cả những cái chuyện gì buồn, những cái chuyện gì nó không may mắn đã qua hết rồi. Bây giờ là thấy hai em rất là vui vẻ. Đó, bây giờ nhân vui thì mình nói luôn cái những cái gì vui. Dạ, cô ấy có tật xấu gì không? Cô bé này có tật xấu gì không? Dạ thì em biết cái tính bả là bướng. Dạ, bướng một cách mà rã lắm. Bà giống như bà muốn cái gì bà phải được cái đó. Dạ, nên hai em cứ nghĩ là thôi bà suy nghĩ lúc đó thôi. Chứng khí vậy thì kệ. Đúng có chiều không? Có chiều không? Hỏi gì nữa nè? Cái gì nữa? Tật xấu gì nữa? Kiểu giống như bà thích hành xác người khác. Ví dụ bà làm gì em? Dạ giống như là em đang nấu bếp ở dưới, cái bà ở trên tầng 2, bà muốn uống nước, cái bà nói bà gọi điện xuống chứ bà không có đi ra, bà gọi điện xuống bà kêu anh ơi rót nước cho em. Em cũng giật mình thôi. Ủa có cái máy nước ở đâu ở ngoài mà sao em không ra? Nói thôi em làm biếng quá. Rồi phải chạy lên. Dạ. Dạ có nuôi thú cưng không? Dạ có. Rồi ba cưng thú hơn hay là cưng chồng hơn? Dạ cưng mấy con cún hơn cưng em. Mấy con cún tức có nghĩa là ở nhà nuôi nhiều cún lắm không? Dạ đúng rồi. Dạ, bà đúng rồi. Cưng cún hơn cưng chồng. Cưng cún hơn cưng chồng. Quá trời rồi. Ví dụ thí dụ cái chuyện cưng cún là như thế nào? Trong thời gian bà giờ em đang có bầu là mấy chuyện chăm sóc rồi giờ toàn quyền của em hết. Cứ một ngày phải ba bữa. Tụi nó ở trên tầng 4 rồi. Cứ một ngày ba bữa là em phải lên trên tầng 4 em cho ăn rồi em
cho uống rồi nói chung là chơi tụi nó bắt buộc bà bắt buộc em phải chơi nó thả ra chơi sợ, chơi với chó sợ dạ. Các con bị stress dạ, đúng dạ, rồi con bị thiếu vắng tình cha đó dạ. Dạ đúng rồi rồi tiếp tục có gì nữa không dạ thì giận vô cớ dạ, vu vơ giận dạ. Một con nít mà dạ. Giận có khi giận vì một hộp cơm sườn à. Lý do tại sao dạ, em mua hộp cơm sườn không đúng chỗ bà thích là bà giận dạ bà giận mà mỗi lần giận như vậy lâu không dạ cũng nửa ngày một ngày nửa ngày tại đây cái maximum của mấy đứa này là chỉ một ngày một thôi mà em làm một ngày, sao một để... đêm nửa ngày hoặc là một giờ vậy thôi làm sao để cho bạn xí xóa để hết giận dạ thì em mới bận rồi tự động mới hết giận à đó tự giận rồi tự hóa giải luôn dạ. Giờ mong muốn thay đổi gì nói luôn nè dạ thì bớt khó chịu đi chẳng có bầu mà thôi chấp không nhận gì. Cho khó chịu dạ, trong dạ, thời gian mang bầu sanh con đi nè. Rồi cho mong muốn cái khác đi dạ kiểu bớt góp ý thẳng à. Có nghĩa là nói góp ý gì là góp bụt tẹt luôn không dạ, sợ dạ, tao buồn thẳng thần luôn dạ. Rồi bây giờ tới phiên em đó vạch mặt đi ổng có tật xấu gì không bạn này là rất là ở dơ dạo này thì đỡ đó tại vì em có em bé nữa ở dơ ngày nào cũng anh ơi tắm chưa anh ơi đánh răng chưa anh ơi rửa tay chưa cứ ngày nào cũng vậy hết cái liên khúc đó là ngày nào cũng nghe hết trơn á đánh răng cũng nhắc tắm cũng nhắc có bữa em thấy buổi chiều đó chưa tắm em hỏi anh tắm chưa anh tắm rồi tắm nào tắm qua á ở giờ rồi còn gì nữa mê game cực kỳ mê game luôn hồi trước quen em á trước khi quen em cũng đã biết mê game rồi nhưng mà em nói á thì anh nói là một ngày anh chơi nửa tiếng là cái game đó đúng một ngày nửa tiếng là xong à nhưng mà không một ngày là 24 tiếng chắc cũng 22 tiếng cầm điện thoại đó không cầm điện thoại lắm cái lý do mà tại sao em kêu ảnh tựa ở dưới bếp mà chạy lên đó là tại vì vừa nấu cơm tay đây chiên cá tay đây cầm điện thoại chơi game dạ tức là cái đạt mà gọi là đạt tới cái ngưỡng mà vừa làm cái này vừa chơi cái này được luôn dạ đúng rồi bếp chơi game xào luôn một tay ổng chơi game một tay anh hất chảo một tay anh trên game là chuyện bình thường có nghĩa là đạt ngưỡng luôn rồi rồi sao nữa ổng vô tâm lắm ổng không có để ý gì tới em á em giận em gần đây nhất lần đây nhất là cái hộp cơm sườn đó em ngán em không ăn được nước mắm mà có tỏi mà ổng mua về ổng quăng đó ăn cái ổng gửi em đi ăn sáng em nói không em đi ổng khóa cửa cho em trong phòng luôn là ổng đi tự xuống dưới ổng nấu bếp ổng làm gì dưới ổng làm không cần quan tâm là em trong phòng mình em vậy đó mà vợ bầu đó nha mà cứ kệ vậy đó xong rồi tới chiều cái ổng nhắn tin cho mẹ ổng mát là em không ăn chuyên gia mát mẹ em thì mẹ em lại la mẹ em lại nghĩ là em chướng em bướng rồi cái chiều ổng đi ngủ em lén mở cửa em đi thì ổng cũng chả thèm kiếm đâu tự động em về dạ đúng rồi em đi đâu thì tự động em về rồi bây giờ nhân đây thì em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì em muốn ảnh là bớt vô tâm lại thôi cái sự vô tâm của ảnh là em tổn thương rất là nhiều bớt chơi game lại bớt vô tâm lại đặc biệt là bớt ở dơ lại thực ra đây là tại vì hai bạn này còn trẻ quá cả hai đứa đều chưa có một cái hành trang gì cho cái cuộc sống vợ chồng hết cái tâm bạn này rất là tốt bạn này rất là thiện rất là tốt bằng chứng là cái việc mà bạn chăm cho ba rồi lo cho ông bà ngoại cái thời điểm mà hai đứa còn yêu nhau á nhưng mà cái đó nó chưa cần kiến thức cái đó là làm vì tấm lòng vì tình yêu thương thực sự là mình làm được nhưng khi mà mình đã có con và mình đã có vợ bầu thì những cái chăm sóc nó lại thuộc về kiến thức mà mình phải cập nhật chứ không thể nào mà chỉ lo bằng tấm lòng được đâu nha cưng nó có những cái mà mình cần phải học cần phải hiểu tâm lý để mà biết cách chăm sóc cho nên bạn này bạn chỉ cần nè bạn mở cái gọi là cái Bluetooth của bạn ra đó bạn đồng điệu với bạn vợ là bạn sẽ làm được hết nha cưng cố gắng sắp xếp thời gian ở bên vợ nhiều hơn để nó trong thời gian này mình chấp nhận đó kèo dưới vợ mình không sao cả rồi. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình vợ chồng son. Em chỉ chấp nhận 3 trường hợp chồng em được quyền đánh em. Thứ nhất là em hỗn với ba mẹ ảnh hoặc là ba mẹ em không cần biết nhưng mà đối với người lớn á. Thứ hai nữa là em nói chuyện với ảnh không có được tôn trọng như là xưng là mày với tao hay chửi thề gì đó. Thứ ba là anh bắt được em đi với một người đàn ông khác xét rõ. Đó là em ngoại tình á, em chấp nhận cho anh đánh em. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào em. Dạ chào. Một cái đầm quá lộng lẫy luôn, lấp la lấp lánh. Anh mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả của chương trình. Em tên là Võ Ngọc Thắng. Dạ em 26 tuổi. Hiện em làm công nhân và kinh doanh online. Dạ chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân.
Chào chào quý vị khán giả, em tên là Lê Bảo Quốc, em 32 tuổi, hiện tại là quản lý một công ty sản xuất da ở Tây Ninh. Rồi bây giờ nè, hai đứa kể cho anh nghe, lần đầu tiên gặp gỡ em có ấn tượng gì về cô gái này không? Lần đầu tiên gặp gỡ là lúc đó là một cái buổi tiệc gần cuối năm của một người bạn. Vợ em là kiểu như là em họ của người bạn đó. Lúc đó gặp thì vợ em khoảng chừng 15, 16 tuổi thôi. Là lúc đó là em cũng đã có một cái kiểu như là một bạn gái. Trong tâm lý em lúc đó em suy nghĩ là cô bé này hình như là vừa mới là gây gổ với bạn trai. Thấy là cô bé nó rất là bực bội trong người. Em đoán có không? Chứ không phải là thấy người ta đẹp cái nghĩa nghĩa xong rồi làm bộ tìm một cái lý do để mà gọi là bạo biện cho cái hành động mà nghĩa của mình, đúng không? Xinh quá mà. Lúc đó có ghê bạn trai không? Em cũng lúc đó có bạn trai rồi mà em không, lúc đó em không biết anh này là có để ý em không thì không biết. Mà em thì sao? Lần đầu tiên em gặp anh này thì em có một ấn tượng gì về anh không? Ấn tượng anh này gọi là anh chơi với con gái á, tiếp xúc con gái bạo lực lắm. Em thì coi ảnh như là người anh bình thường, tại ảnh đi chơi với anh họ của em thì giỡn á, ảnh hay thế mà mình con gái mình hay đánh hay gì á, ảnh đánh lại là đánh rất là mạnh luôn á, có lần là dặn chặt tay em trời ơi, dặn tay em chặt tay luôn á, giỡn á. Trời, ông nhỏ con nhưng mà cái lúc đó là có bạn gái mà đúng không? Dạ, dạ, lúc đó hai đứa em đều có người yêu hết. Rồi xong sao nữa? Chừng nào mấy đứa này bỏ đứa kia bỏ đứa nọ đặng đến với nhau? Dạ thì khoảng 7, lâu lắm. 7 năm, khoảng hơn 7 năm. Là, là 7 năm sau hả? Dạ, sao lắm. Khi mà quay lại đó, lúc đó là em vừa mới đi nước ngoài về, là đi đào tạo ở bên Hàn Quốc. Lúc đó là em với cái người yêu của em là có cái trục trặc về cái chuyện tình cảm. Rồi sau đó là em về đó em làm, là cái vợ em lúc đó là mới nói là anh có chỗ nào cho em đi làm không. Thì em nói công ty anh cũng mới về, em đưa hồ sơ đi anh nộp cho. Lúc đó có suy nghĩ là anh em thôi chứ không có suy nghĩ chuyện tình cảm đâu. Sau này nữa thì cái chuyện tình cảm của vợ em nó mới không được cái tốt đẹp đó, thì hai anh em cũng tâm sự nói chuyện như đó, rồi cũng làm chung công ty đó, thì thấy cũng hợp ý thì tạo điều kiện cho nhau tìm hiểu. Cái điều gì ở ảnh mà khiến cho em lại có cái tình cảm đặc biệt với anh? Lúc trước em bị cặn, cái một lần em đi xuống bệnh viện em khám để mà em chuẩn bị em mổ mắt á, thì em đi một mình, lần nào cũng đi một mình. Tôi chiều đó khoảng 4 giờ mấy cái vào khám, người ta nhỏ mắt cho nó giãn đồng tử ra để người ta đo. Sau em ra em không thấy đường, rồi đâu có đón xe về đường đâu. Cái điện anh này hỏi là rảnh không để mà đón em về, thì điện xong hồi cái ông xách xe từ bên Bình Dương qua, ông chở em về. Từ Bình Dương lên Sài Gòn á? Dạ, rồi từ Sài Gòn chở em về Tây Ninh. Rồi lúc đó là em có cảm tình luôn? Lúc đó thì thấy anh cũng tốt. Anh tốt và có cảm tình. Bắt đầu từ lúc đó là hai đứa có thay đổi khác vậy. Nhưng mà khi nào thì em mới chia tay với bạn trai để mà em quen với anh? Lúc nạp đơn vô công ty thì nhờ anh này nạp đơn, xong rồi sau khi đi làm á thì em với người yêu xích mích này nọ, kiểu bạn kia thì lại không thích em đi làm nhưng mà em lại thích là mình tự kiếm tiền, nên là có cãi nhau thì hay điện thoại cho anh này nói là em với người yêu em cãi nhau vậy đó. Xong rồi ổng cũng ngồi ổng nằm ổng nghe em kể tới 2-3 giờ sáng rồi khuyên đồ này nọ, xong đầu tháng mấy cái chia tay luôn. Như vậy là hai đứa bắt đầu đến với nhau. Gia đình hai bên có gia đình hai bên gia đình hai bên có đồng ý không? Ba mẹ em thì cũng không có khó về chuyện con quen ai, nhưng mà cái sau thời gian mổ mắt á thì cái anh này cứ mỗi lần mà bên Bình Dương về Tây Ninh chơi, về thăm nhà lại ghé thăm em, cái mẹ em cũng thấy là lạ, cái mẹ em hỏi chứ tên tuổi gì vậy, cái em nói tuổi Tý, cái em thì tuổi Hợi, cái mẹ em nói tuổi hai đứa xung khác đó nha, dính vô vậy. Tý hay là Tỵ? Tỵ Tỵ Hợi, dần thân Tỵ Hợi tứ trùng, đúng không? Nên là mẹ em đã nói là đừng có dính vô nghe chưa. Nên là lúc đầu quen em này em đâu dám cãi đâu. Nhưng mà em có nói là hai đứa mình không hợp tuổi không? Em có tâm sự với anh này không? Dạ có, nhưng mà anh trả lời cho em một câu là nghe em cũng bây giờ em vẫn nhớ, là chồng em bảo là cái chuyện ai chết trước chết sau nó không quan trọng, cái người chết trước á sướng hơn cái người chết sau á em. Tại vì cái đứa chết sau á phải thương đứa chết trước, phải lo cho con sau này, phải nhớ nhung cái người chết trước. Cái câu đó là em nhớ tới bây giờ. Nên là cái chuyện đó không quan trọng nữa. Nhưng mà em phải như thế nào để mà vượt qua tất cả, để mà đến với vợ mình ngày hôm nay, đúng không? Em suy nghĩ nó đơn giản, kiểu như là mình sống thì cứ đối diện thực chất với cái tình cảm của mình thôi. Chứ mà suy nghĩ cứ gặp cái trắc trở cái mình thấy mình buông xuôi thì cái đó là như là mình không có sống chứ
tốt với bản thân mình, rồi mình lại phụ lòng của cái người mà dạng như người ta đã đặt cái tình cảm và cái niềm tin cho mình. Có nghĩa là em bất chấp và em cưới cô này đúng không? Dạ. Bằng mọi cách phải cưới được cô này. Hai đứa là cưới được mấy năm rồi? Dạ 3 năm rồi chị. 3 năm rồi là có mấy đứa con rồi? Có một nhóc 2 tuổi mấy. Rồi trước khi cưới á, thì là em có những cái mà trục trặc hay là có những cái mà hai đứa có thỏa thuận với nhau là cưới em anh phải làm sao, rồi cưới anh em phải làm sao không? Dạ, chắc có. Nghi là bên này đưa ra thỏa thuận chứ bên dạ này thì chắc chắn là không có cửa rồi. Thỏa thuận về vấn đề gì? Thứ nhất là không vũ phu. Em không chấp nhận được đàn ông vũ phu. Khi quen nhau và khi cưới luôn, em chỉ chấp nhận 3 trường hợp chồng em được quyền đánh em. Thứ nhất là em hỗn với ba mẹ ảnh, hoặc là ba mẹ em không cần biết, nhưng mà đối với người lớn á. Thứ hai nữa là em nói chuyện với ảnh không có được tôn trọng, như là xưng là mày với tao hay chửi thề gì đó, là ảnh có quyền người đánh em. Thứ ba là anh bắt được em đi với một người đàn ông khác, xác định rõ nha, đó là em ngoại tình á, em chấp nhận cho anh đánh em. Còn ngoài ra những trường hợp khác là mình chỉ được nói với nhau bằng miệng thôi. Nên khi hai cãi nhau em, nè đánh đi, ngon đánh đâu đi. Đâu đánh là xài á, đúng dạ không? Vậy là chắc anh này không có điểm gì xấu đâu ha. Có thì chết thôi. Đâu kể coi đâu có điểm gì xấu nè. Đối với em tôi nghĩ xấu là ảnh hay cằn nhằn, em phải làm như thế này, thế này, thế này. Chuyện xảy ra rồi anh sẽ nói tại sao em không làm như vậy, em phải làm như vậy nè. Ảnh luôn luôn muốn em là phải hoàn thành tốt hơn cái nữa. Với lại anh cứ cằn nhằn vậy thôi, nói nhỏ nhẹ giống như nãy giờ nói đó, phải không? Dạ, nói hoài hay cằn nhằn nè, rồi tới cái gì nữa? Ông vẫn nhây lắm. Nhây hay dò đầu em nè, rồi hay cắn em, bất chấp lúc nào mà ở gần em là hay cắn tay nè, cắn vai. Nói chung là ổng thích cắn là ổng cắn thôi. Đang đi xe ổng nắm tay ổng cũng đưa lên miệng cắn luôn. Cái đó cưng sao thích gì đâu mà cắn quá vậy? Không thái thôi, tao thấy cái tay nó bầm tiếng vậy, có phải là thích cắn không? Dạ dạ không, cái này là từ nhỏ bớt. Nhưng mà hồi lúc mà quen ổng thì em lại thích như vậy. Hồi lúc quen ổng là em cắn ổng có thẹo luôn á. Thì đó. Giờ ổng cắn trả thù. Xong bây giờ cưới rồi em không cắn nữa, nhưng mà ổng cắn em suốt ngày. Rồi còn gì nữa nè, có bị lười tắm không? Ổng đi làm vậy á, ổng không có, hay gì mình tắm liền đi, rồi mình vô nhà mình cho nó thoải mái không? Về cái vô phòng, cái bắt cái quạt lên, cái nằm đó, bấm điện thoại, chơi game, bấm cho đã vậy. Cái em kêu đi tắm, cái không tắm. Lười luôn á, tại lúc đó là mát mẻ rồi, không còn không chịu đi tắm. Với lại đi toilet rất là lâu. Chồng em chơi game đó. Chồng em dành hẳn một tiếng thời gian, một tiếng đồng hồ trước khi đi làm á. Hay gì 6 giờ rưỡi là tụi em đi làm á. Ổng sẽ canh đồng hồ trước 1 tiếng, cài báo thức. Vậy là 5 giờ rưỡi là ổng đã vô rồi. Đúng rồi, ổng thức dậy ổng vô rồi. Rồi, mong muốn thay đổi điều gì nè? Em thấy chồng em có những điều xíu xíu thôi, chứ chồng em cũng tốt lắm rồi. Không muốn thay đổi một gì hết. Dạ. Có muốn cải thiện cái thời gian trong toilet không? Nói thì vui vậy thôi, chứ chồng em cũng đã biết cách cải thiện, đó là dậy trước đó anh. Dậy sớm đó, là tới lúc em dậy là anh đã xong rồi. Xong rồi, 5 rưỡi là ổng đã vô rồi đó. Chỉ ghiền cái toilet quá. Rồi chắc bây giờ tới em. Cái lỗi nhỏ nhỏ thì ổng nói, nhưng mà mấy cái lỗi như khi mắc nhiều lần quá em cũng hơi gọi là bực mình. Đại loại như ví dụ là làm bất cứ chuyện gì, làm xong thì không dọn. Hay là trước khi làm á, em phải kiểu như vậy, phải chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi vợ em mới làm được. Mà anh kỹ lắm. Ví dụ như trên kệ đồ của em á, cái chai dầu hoa, nước hoa để đây, cái lọ mỹ phẩm để đây, thì sáng em xài xong em sẽ ý như là em tráo chỗ hai chỗ này. Không chịu, vô là phải bắt cái này phải để ngay đây. Nên là rất là ngăn nắp. Đó, rất là ngăn nắp. Chồng em ngăn nắp, còn em thì bài. Đâu ra đó. Có cái nữa là cái cách suy nghĩ á, hơi tiêu cực. Như vấn đề, ví dụ vấn đề đó em thấy rất là bình thường, nếu không được thì thôi. Nhưng vợ em cứ suy nghĩ. Hoang mang đúng không? Cái đó như vậy là không được đâu, rồi nó kiểu như là ảnh hưởng nhiều, rất là nhiều. Thì cái đó là em thấy là không tốt. Nên thay đổi đúng không? Dạ. Tức là theo chiều hướng tích cực, đừng có tiêu cực quá. Nghĩ cái gì nó cũng bi quan hết trơn á. Tính ra là nhờ chồng em mà những cái công việc của em á, có nhiều lúc nó em cảm thấy bế tắc đi. Trời em khóc hay là gì đó, chỉ cần em nói với ảnh sẽ tìm cách như là đưa em đi chơi hay là đi ăn nữa, để em thoải mái hơn. Ok, rồi còn gì nữa nè? Nghe, ở trong nhà có hay lấn át chồng không? Ví dụ như khi mà tối, ví dụ này hai giờ ngủ chung thì lúc nào cũng phải gác em mới được ngủ. Em thích ổng ở rồi nghe, ví dụ ổng đi qua phòng khác ngủ em cũng không chịu nữa. Ngủ là phải gác lên cái gì chứ mới đã đúng không? Chắc ăn là ổng đang ở đây. Có hay hỏi chồng thương tôi không, anh có yêu tôi không? Vấn đề đó thì hỏi rất là thường xuyên, ngồi hỏi bất chấp luôn. Là em thích hỏi đang là ngủ hỏi vậy là... đạp vậy, đang mơ mơ mà hỏi anh có yêu em không. Cái bữa nào mà dạng như kiểu như mà mình còn đang trong cái giấc ngủ sâu mà trả lời chậm á,
Cái nói anh hết yêu em rồi. Rất dễ thương mà. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thì chỉ có thay đổi là cái cách suy nghĩ chín chắn hơn, phải biết sắp xếp công việc của mình, với lại dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, chứ không phải là bài đã để đó. Ví dụ như em là người chồng đúng không, thì em chấp nhận được, nhưng mà nói dụ như ba mẹ hai bên đôi khi nhìn lớn lớn tuổi thì thấy cũng bực mình. Thực sự là cái cặp này á, là đã có một ông chồng lớn tuổi hơn, chín chắn hơn. Nếu mà thương ảnh, thần tượng ảnh thì anh nói á, những cái nào mình thấy sai là phải nghe lời ảnh đó, để cho mình ngon lành hơn, mình em tốt hay hơn. Nói là em thấy em với hồi lúc em còn gái là em đã tốt lắm rồi. Em nói vẫn còn cứng đầu, còn cứng đầu. Dạ thì em có cãi nhưng mà em nói em đã tốt lắm rồi. Em cứ bảo hồi đó em suy nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ em đã đích nhích lên rồi, sao anh không công nhận hay là như thế nào á? Ok, phải công nhận để cho cô vui. Dạ bộ nó công nhận đại đi, nó ô bữa nay em đỡ bừa bộn hôn rồi nè, nhưng mà ngày mai em ráng gọn hơn xíu nữa nha anh cưng đó. Rồi là chào phải có những lời khen ngợi chứ. Chào em hay nói là thôi coi như anh lấy em đặng anh làm phước vậy, suốt cuộc đời khỏi cần đi chùa. Dễ thương. Em nhớ hoài. Rồi coi như hai bạn như vậy là quá vui rồi. Chỉ chúc cho hai em sẽ càng vui hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa. Yêu chồng hoài á, yêu chồng hoài vậy đó nha. Rồi.